Sukuna có thắng nổi Gojo nếu không có Mahoraka không? Một câu hỏi được tranh cãi khá gay gắt trong cộng đồng Jujutsu Kaisen cho đến tận ngày nay. Những tưởng cái chết của Geto đã đủ khiến người xem cảm thấy tiếc nuối, thì sau trận đấu với Sukuna, Gojo cũng đã chính thức gặp được người đồng đội của mình sau khi bản thân bị Sukuna cắt thành 1/2. Đối diện với cái chết, có vẻ như anh đã tỏ ra khá hài lòng, trong khi người tiếc nuối và thấm nhất ở đây lại chính là các fan của thầy Năm. Mới chap trước, phần thắng dường như đều nghiêng hoàn toàn về phía Gojo, cùng dòng chữ kết quả cuộc chiến mạnh nhất khắc ghi tại Shinjuku. Thì sang chap sau, bản thân anh lại chỉ còn một nửa. Và không thể phủ nhận, đây là một trận đấu hay giữa chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại và chú thuật sư mạnh nhất lịch sử, gây ra nhiều sự bàn tán trong vài tuần qua với đường đi không ai đoán trước được. Nhưng sau sự ra đi của thầy Năm, không chỉ nhiều giả thuyết được đặt ra về sự sống lại của Gojo đến từ những bộ trưởng bộ lạc quan, thì lại không ít ý kiến cho rằng nếu không có thập trùng ảnh thì cho dù có đủ 20 ngón tay, Sú cũng khó mà nắm chắc được phần thắng. Vậy sự thật liệu có như vậy? Nếu không có thập trùng ảnh trong trận đấu ở Shinjuku thì ai sẽ là người cúc? Anh em hãy cùng Anime Rewind một lần nữa nhìn lại trận đấu giữa bọn họ để tìm hiểu vai trò của Mahoraga đã giúp ích như thế nào cho Sukuna nhé. Đầu tiên, chúng ta cần phải một lần nữa sơ lược về khả năng của thập trùng ảnh, nhất là Mahoraga, thứ được xem là con át chủ bài của tộc Zenin. Và cũng kể từ khi nhìn thấy Megumi sở hữu nó, chúng đã thực sự mê hoặc được Sukuna. Đầu tiên phải kể đến, đó là khả năng thích ứng với mọi dạng sức mạnh. Và khi bị tấn công, Mahoraga sẽ quay vòng bát tránh và thích ứng. Khi xoay đến lần thứ tư, nó sẽ thích ứng với bất kỳ thuật thức nào đang tấn công. Khả năng thích ứng này sẽ bắt đầu phân tích kể từ khi Mahoraga bị tấn công và hoàn thiện dần. Càng bị tấn công, thời gian thích ứng nó cũng sẽ giảm nhanh hơn. Và một khi đã thích ứng, nó vẫn sẽ không ngừng phân tích để có thể thích ứng với đòn đánh đó tốt hơn nữa. Và Sukuna đã lợi dụng điều đó để có thể chém được qua vô hạn của Gojo khi bản thân hắn đã học nó từ Mahoraga. Thế nên trong phần giải thích cuối cùng, Sukuna đã nói thứ hắn cần là một hình mẫu để bản thân phá vỡ được sự bất khả xâm phạm của Gojo khi cho Mahoraga thích ứng với vô hạn và tung đòn chém. Đây cũng là lúc Sukuna đã kịp thời học được nó và chính thức chạm đến được thầy bằng cách mở rộng mục tiêu của thật thức, sau đó là chạm phân xác Gojo thành 1/2. Tuy nhiên trước đó, thứ hắn cần đối phó nếu muốn xử được Gojo là vô lượng khung sứ của thầy và vô hạ hạn. Trong khi vô lượng không xứ được biết là cung cấp cho mục tiêu lượng thông tin vô hạn, buộc họ phải chứng kiến và cảm nhận mọi thứ cùng một lúc. Hiện tượng này làm tê liệt mục tiêu với lượng tri thức vô hạn, khiến cho đối phương chết não. Còn đối với vô hạ hạn của thầy, đây là thứ khiến Sukuna phải nhờ đến Mahoraga mới có thể thực hiện được đòn đánh cuối cùng tách đôi người Gojo. Đó là một thuật thức khá phức tạp và được chúng mình nhắc nhiều trong video trước. Về cơ bản, chỉ cần hiểu đơn giản là có 3 trạng thái: vô hạn, thuật thức thuận chuyển, thương và thuật thức nghịch đảo, hack. Trong đó, vô hạn là rào cản vô hình, được gọi là sự vô hạn, nhằm ngăn cản hoặc chế ngự ai đó khi cố gắng chạm đến Gojo. Thông qua việc bất cứ thứ gì càng tới gần thầy Năm thì càng chậm lại và vĩnh viễn không thể chạm được đến thầy. Tiếp đến thương là hút và hách là đẩy. Trong khi đó, khi thuật thức thuận chuyển và phản chuyển va chạm với nhau, chúng sẽ sinh ra sự giải phóng khối lượng ảo, ngay lập tức xóa bỏ mọi thứ mà kỹ thuật này chạm tới, và nó được gọi là hư thức tử. Và đó cũng là thuật thức đầu tiên mà Gojo dùng để tấn công Sukuna trong trận đấu ở Shinjuku. Nhưng nhờ vào thuật thức của Utahime là đơn độc cấm khu nhằm khuếch đại tạm thời lượng chú lực cho các chú thuật sư trong phạm vi, kể cả là cô. Kỹ thuật được nâng lên thành một nghi lễ thông qua việc thực hiện các bước thuật chú, thủ ấn, điệu múa, âm nhạc. Từ đó hiệu quả của kỹ thuật tăng lên 120%. Và nhờ vào kỹ thuật của Utahime, chú lực của Gojo đã được khuếch đại nhiều nhất có thể. Từ đó thầy Năm đã giải phóng hư thức tử với 200% sức mạnh, rồi bắn vào Sukuna. Nhưng vì trước đó do hắn đã đoán sai bước hành động của Gojo, nên mãi đến khi lượng chú lực khổng lồ bay đến trước mặt, kết quả là chúng dễ dàng xin nhẹ một tay của Sú. Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu. Sukuna nhanh chóng hồi phục cánh tay bị phá nát và chính thức tạo nên một trận đấu giữa một bên là chú thuật sư mạnh nhất hiện tại và bên còn lại là mạnh nhất lịch sử. Bọn họ bắt đầu bằng cách bành trướng lãnh địa và chơi đòn tất trúng lên nhau. Nếu tất trúng của Sukuna là ngoại trừ chính hắn, thì tất trúng của Gojo chính là nhắm thẳng vào linh hồn. Lúc này, tạm bỏ qua những thuật thức khác, khi cả hai đối đầu với nhau trong suốt 3 lần bành trướng lãnh địa, Gojo đã liên tục thay đổi điều kiện trong và ngoài lãnh địa nhằm đối phó được với lãnh địa của Sukuna. Thì sau lần thứ 3, lãnh địa của thầy Năm sụp đổ. Đây cũng là lúc Gojo đã kịp thời gây sát thương đủ lớn lên Sú, làm hắn không còn duy trì lãnh địa được nữa và khiến nó sụp đổ ngay sau đó. Tiếp tục là lần thứ 4 và 5 bọn họ bành trướng lãnh địa. Ở lần thứ 4, sau khi lãnh địa của cả hai đều bị phá hủy cùng một lúc,
thì đến lần thứ 5, do Sukuna phải hồi phục cơ thể, nên hắn đã hồi phục thuật thức chậm hơn. Kết quả là điều này đã khiến cho tốc độ bành trướng của Sú chậm hơn so với Gojo. Dù chỉ chưa đến 0,01 giây, nhưng nhiêu đó là đủ để khiến Sukuna dính phải vô lượng khổng sứ trong lãnh địa của Gojo. Lúc này, cho dù Sukuna có đang giấu con bài tẩy, giống như lời mọi người đã đồn đoán đi chăng nữa, thì điều đó dường như cũng chẳng còn quan trọng, vì tỷ lệ dính phải thuật thức này và đắp chiếu là rất cao. Vì vậy mà đây là lúc Sukuna chính thức triệu hồi Mahou Daga xuất hiện cứu hắn một mạng, khi cho nó thích ứng với vô lượng không xứ và phá hủy lãnh địa của Gojo. Khi thoát ra ngoài, chính Sukuna cũng đã khẳng định vô lượng không xứ là thuật thức hoạt động bên trong lãnh địa, khiến hắn khá ngán khi phải đối đầu. Vì thế mà Sú đã dùng Mahou Daga thích nghi với nó và phế quân bài đó của Gojo. Điều này lý giải vì sao khi bành trướng lãnh địa lần thứ 3, trước khi lãnh địa của Sukuna sụp đổ, hắn đã không triệu hồi Mahou Daga. Lúc đó thực ra Sukuna đã đặt thập trùng ảnh làm thuật thức mặc định. Như vậy linh hồn Megumi sẽ đối đầu và dính đòn tất trúng vô lượng không xứ của Gojo. Trong khi đó, Sukuna lại đặt vòng bát tránh lên cậu và khiến Megumi tiếp nhận quá trình thích ứng. Vì thế mà sau lần ấy, chiếc vòng bát tránh đã xuất hiện lại và xoay được một vòng. Vì vậy, mãi đến khi dính phải vô lượng không xứ, đây cũng là lúc Mahou Daga đã thích nghi được với nó sau 5 lần Gojo bành trướng lãnh địa và được Sukuna triệu hồi để phá hủy lãnh địa của Gojo. Đây cũng là lúc não của cả hai đều đã bị tổn thương nên không thể tiếp tục bành trướng được nữa. Tuy nhiên, não của Gojo tổn thương là do liên tục phá hủy não rồi hồi phục bằng phản chuyển thuật thức nhằm khởi động lại những thuật thức đã cạn kiệt. Trong khi đó, việc phá hủy não rồi phục hồi nhằm khởi động lại chỉ cần thử một lần cũng đã được coi là quá nguy hiểm rồi. Bộ não nhất là phần liên quan đến thuật thức, nó được ví giống như hộp đen và việc sửa nó thì không hề đơn giản. Nhưng Gojo đã làm chuyện đó đến 5 lần và đẩy bản thân đến giới hạn. Trong khi đó, Sukuna cũng đã phải chịu ảnh hưởng của vô lượng không xứ trước đó, nên não của hắn chịu ảnh hưởng đến mức không thể tiếp tục bành trướng lãnh địa. Và bước tiếp đến, thứ Sukuna cần phải giải quyết chính là vô hạ hạn của Gojo, cụ thể là vô hạn, thứ khiến thầy bất khả xâm phạm. Trong khi lần lượt có hai cách được cho là có khả năng đối phó được với vô hạn, là đòn tất chúng trong lãnh địa và sử dụng Mahou Daga, khiến nó thích ứng với bất khả xâm phạm của Gojo và chém được anh. Khi đó, Sukuna sẽ học để cải tiến đòn chém của mình và chém xuyên qua không gian nhằm trúng được thầy Năm. Vì cơ bản hiện tại, đòn chém của hắn không có tác dụng với Gojo khi mà trước lúc cả hai cùng bành trướng lãnh địa ở đầu trận, hắn đã từng dùng giải để chém thầy nhưng bất thành. Trong khi đó do ảnh hưởng của não, nên hiện tại cả hai đã không thể dùng lãnh địa được nữa. Vì vậy giờ chính là lúc Sukuna tiếp tục dùng đến Mahou Daga để thích ứng với vô hạn của Gojo. Sau 3 lần vòng mắt tránh xoay để thích nghi với bất khả xâm phạm của thầy Gojo, thầy Năm đã dùng chiêu hách và lợi dụng cấu trúc của tòa nhà bằng cách đi đường vòng quanh tòa nhà rồi trở lại trúng vào lưng Sukuna. Trong khi Gojo cũng kịp thời tung một cú hắc thiểm khiến mắt Sú trợn ngược và vòng bắt tránh cũng rơi xuống. Nhưng nó đã xoay và chính thức tròn 4 vòng. Lúc này Mahou Daga xuất hiện vì nó đã thích ứng với bất khả xâm phạm. Nên việc của Sukuna là tránh để Mahou Daga bị thầy tiêu diệt, đồng thời ngoài bảo vệ nó còn phải tạo cho nó cơ hội để tấn công. Tình hình hiện tại rất chi là tình hình khi không chỉ hỗ trợ mà vào thời điểm Mahou Daga loại bỏ bất khả xâm phạm, Sukuna cũng ngay lập tức dùng xuyên huyết tấn công thầy, nâng kèo solo lên 2-1. Lúc này, bước tiếp theo là để Mahou Daga thích ứng với hack và thương, trong khi hack sẽ mất nhiều thời gian hơn so với thương. Nhưng ngay sau đó là 3-1, khi Sukuna đã kết hợp tạo ra thức thần khảm hợp thú ngạc thổ. Đồng thời khi đối mặt với Mahou Daga, Gojo quyết định sẽ dùng tử để tiêu diệt nó trong một đòn duy nhất, và Sú cũng đã sớm nhận thức được điều này. Trong khi đó, đối với tình hình hiện tại, nếu để thấy Năm thi triển tử và nhận được 100% hiệu suất của tử ở khoảng cách này, chắc chắn hắn sẽ liệm. Thế nên Sukuna cũng đã lên kế hoạch ngăn chặn Gojo sử dụng tử. Nhưng sau đó, vòng bắt tránh của Mahou Daga đã tiếp tục xoay. Nó thích nghi và nhanh chóng sử dụng trảm kích, chém bay một cánh tay của Gojo. Điều này khiến tình hình càng trở nên nguy cấp khi khả năng phục hồi của thầy đang bị chậm lại. Nhưng sau khi Sukuna lại một lần nữa xuất hiện trong bóng, đá thầy Năm về hướng ngạc thổ, Gojo cũng đã nhanh chóng xác định được đối tượng là kẻ không xứng đáng đối đầu với mình, mà quyết định xử luôn nó bằng xuất lực tối đa thương, khiến thức thần bị nghiền nát và ngạc thổ cũng đã chính thức bị tiêu diệt hoàn toàn. Sau 2 lần hắc thiểm đã khiến sự hưng phấn của Gojo tăng lên, kéo theo đó cũng là lần đầu tiên sau 1.000 năm Sukuna cảm thấy rén. Và tiếp tục là cú hắc thiểm lần thứ 3 được tung lên Mahou Daga. Đồng thời, anh còn bay đến và tấn công luôn Sukuna, ném hắn về hướng Mahou Daga, khiến cả hai bay xuyên qua một bức tường và niệm chú ấn cho thuật thức đảo nghịch hách, bắn nó bay lên trời. Trong khi đó, lượng thương sau khi nghiền nát ngạc thổ vẫn còn, nên khó tránh việc giữa hách và thương va chạm và xuất ra một khối lượng ảo,
Do đó để tránh phát nổ, trong khi Mahoraga cũng đã thích nghi với Thương, nó đã nhận lệnh xóa sổ Thương trước khi cả hai va chạm. Trong khi đó, Sukuna sử dụng xuyên huyết nhằm kích thích hack khiến nó nổ. Nhưng Gojo đã học niệm chú của Thương, từ đó Thương khôi phục đầu ra và nuốt chửng luôn cả xuyên huyết của Sukuna. Đồng thời thấy cũng đã kịp lao vào giữa Thương và Mahoraga với tốc độ cao để tung một đấm. Cứ như thế, hack chạm vào Thương và tạo ra hư thức tử. Nó phát nổ và tác động lên mọi vật, khiến vòng bắt tránh bị phá hủy. Trong khi bản thân Sukuna bị mất một cánh tay và tình trạng khá ổn, nhưng mà là ổn lòi lìa. Trong khi đó, bản thân thầy cũng bị đánh trúng, nhưng Gojo lại không bị ảnh hưởng quá nhiều. Quay trở lại với Sukuna, hồi phục của hắn đã chậm lại, trong khi bên cạnh Sú cũng không có Mahoraga. Với tình trạng này, hắn sẽ không thể đánh tay đôi đối phó với vô hạ hạn bằng lĩnh vực triển duyên được. Cứ như thế, phần thắng gần như nắm chắc trong tay Gojo. Tuy nhiên, bọn họ đã quên rằng, trước khi cho Hách và Thương chạm nhau, Mahoraga đã thích ứng được với Thương và dùng chảm kích với mục tiêu nhắm đến không phải là Gojo, mà là không gian tồn tại xung quanh rồi chảm, khiến cho thầy mất một cánh tay trước đó. Cứ như thế, Sukuna đã đọc được điều này và sau vụ nổ, hắn chấp thời cơ cắt đôi người thầy năm chỉ trong vòng một cháp. Sau sự ra đi ấy, chính là bản thân Sukuna cũng đã từng nói: "Làm tốt lắm Gojo Satoru, suốt phần đời còn lại, ta cũng không quên người đâu." Điều này đủ biết Gojo mạnh đến mức nào. Và sau tất cả, việc cải tiến được đòn chém của Sukuna là phải dựa vào sự thích ứng của Mahoraga, khiến mọi người tin rằng nếu không có thức thần này, thì chỉ riêng bất khả xâm phạm của Gojo cũng đủ khiến Sukuna nổ hốp. Khi mà lần đầu tiên Mahoraga thích ứng với bất khả xâm phạm, nó đã thay đổi chú lực để trung hòa và vô hiệu hóa bất khả xâm phạm. Chính Sukuna khẳng định điều đó hắn không làm được, mà buộc Sú phải đợi đến khi nó thích ứng được với Thương và có cách chém xuyên qua vô hạn. Từ đó hắn đã nhanh chóng học được nó và áp dụng vào chap 236, khiến mọi người như chết lặng trước cơ thể chỉ còn 1/2 của Gojo. Nhờ vào việc thích nghi của Mahoraga mà phần lớn công giúp Sukuna đối phó được với Gojo đều phải gọi tên thức thần này khi nó hết thích ứng với vô lượng không xứ, đến thích ứng với vô hạn của thầy và dùng chảm kích mở rộng mục tiêu của thuật thức, chém vào không gian xung quanh Gojo, từ đó giúp Sukuna học được nó và coi Mahoraga như một ví dụ tuyệt vời để hắn có thể thực hiện kỹ thuật khó như thế này. Tóm lại, để mà nói trong trận đấu, đều phải dựa vào Mahoraga và câu hỏi được lặp lại là: nếu không có thức thần này thì Sukuna có đủ sức để xiên Gojo như hiện tại? Hay thầy năm sẽ nhanh chóng lật ngược ván cờ và tung những đòn chí mạng như cái cách mà hắn từng dính vô lượng không xứ hay hắc thiểm khiến mắt Sukuna từng trợn trắng? Theo ý kiến cá nhân của chúng mình nghĩ rằng, phía Sukuna vẫn sẽ nắm một vài phần thắng trong tay nếu không có Mahoraga. Khi mà sau trận đấu với Gojo, thần sấm chính là người tiếp tục lao đến. Khi ấy ở Sukuna vẫn còn đang bị ảnh hưởng bởi hư thức tử của thầy năm, trong khi phục hồi của Sukuna đã chậm lại. Lúc này đứng trước sự tấn công của thần sấm, Sukuna đã xài đến kỹ thuật dùng một lần để hồi phục cơ thể trở lại nguyên dạng. Trong phiên bản này thì mạnh thôi rồi, đã thấy hắn còn có hai chú cụ là thần vũ giải và phi thiên, vẫn chưa từng được hắn thể hiện trước đây. Nhưng ở quá khứ với cơ thể đặc biệt cùng hai chú cụ, Sú được cho là đã tiêu diệt Nhật Nguyệt Tinh Tiến đội cùng ngũ hư tướng của gia tộc Fujiwara ở phía Bắc, cũng như đẩy lùi tộc Abe ưu tú cùng thiên thần và áp đảo Niết Bàn Tràn Phủ đội, được thành lập bởi thành viên của gia tộc Sugawara. Trong khi đó ở đầu chap 236, chính Gojo còn khẳng định Sukuna đã không dùng toàn lực để đánh bại anh, và điều đó làm Gojo cảm thấy tiếc. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, đứng trước hư thức tử của Gojo, Sukuna đã từng phải chật vật như thế nào thì có vẻ như phần thắng sẽ nghiêng về thầy năm khá cao nếu bên cạnh Sukuna khi ấy không có Mahoraga. Để đối phó với vô hạ hạn, ngoài dùng Mahoraga thích nghi còn có 3 cách nữa, và cách đầu tiên là dùng đòn tất trúng của lãnh địa. Nhưng kết quả ra sao trong trận đấu ở 5 lần bành trướng lãnh địa, chắc anh em đã thấy được. Tiếp đến là sử dụng đòn tấn công với lãnh địa triển duyên nhằm vô hiệu hóa thuật thức của Gojo. Nó giống như phiên bản tinh tế hơn so với giản dị lãnh địa, bằng cách bao bọc cơ thể trong một lãnh địa không hấp thụ chú thuật, cho phép thuật thức của đối thủ chảy vào hư không, khiến thuật thức bị vô hiệu hóa. Tuy nhiên nó có điểm yếu là không thể sử dụng đồng thời với thuật thức bẩm sinh. Và cuối cùng là chú cụ đặc cấp Thiên Nghịch Mâu. Chắc hẳn anh em vẫn còn nhớ pha xuất hiện của Thoji đâm xuyên cổ Gojo trong nhiệm vụ bảo vệ tinh tướng thể trước. Với tác dụng cưỡng chế giải trừ chú thuật, nó có thể vô hiệu hóa hoàn toàn khả năng vô hạn của Gojo. Nhưng chú cụ này hiện tại vẫn chưa rõ là đang ở đâu, khi Tengen từng cho rằng 11 năm trước, có thể Gojo đã phong ấn Thiên Nghịch Mâu ở nước ngoài, hoặc cũng có thể đã phá hủy nó rồi cũng nên. Và với những cách đưa ra, cho dù đối phó được với vô hạn của Gojo, nhưng để chống lại được hack và thương của thầy thì cũng lại là cả một vấn đề. Thế nên với khả năng của vô hạ hạn, tỷ lệ Gojo thắng là khá cao.
Và sau tất cả, hiện tại Gojo cũng đã bị cắt làm đôi, và nội dung trên được đưa ra chỉ để trả lời cho sức mạnh của thầy, cũng như khẳng định nếu không có Mahoraga thích ứng với vô hạ hạn, thì bản thân Gojo đã không dễ bị xiên đến như vậy. Còn anh em có nghĩ giống như vậy hay không? Và cái chết của thầy Năm có đủ khiến anh em cảm thấy đủ thuyết phục? Đó là cảm nghĩ của chúng mình về trận đấu của Gojo. Anh em nghĩ trận đấu sẽ tiến triển như thế nào nếu bên cạnh Sú không có Mahoraga? Hãy để lại bình luận xuống phía bên dưới nhé. Nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe, kèm theo nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya. Và bây giờ là đến chuyên mục comment hay 7 ngày xuống cuối. Tính ra cái chú ngôn này hay phết, mỗi tội đào học. Thích hình xăm của Lo, mà xăm thì mẹ cho đi bụi. Yuji là ngón chân, Sukuna là ngón tay.